Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem một con tàu lưới rút sử dụng công nghệ giò cá hiện đại nhất ở Việt Nam của chúng ta. Thì trước khi thực hiện video, mình xin gửi lời xin phép, lời cảm ơn đến chủ tàu đã hỗ trợ mình trong phần quay video này. Thì ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng khám phá xem con tàu này nó có cái điểm gì nổi bật. Thì đây là một tàu cá đánh bắt rất là hiện đại của bà con ngư dân thôn Phú Lạc, có sử dụng máy giò cá siêu chụp tầm đại. Thì ở đây mình nhắc đến máy siêu chụp tầm đại nha anh em. Thì nói đến dòng máy chụp thì đối với những anh em làm nghề lưới rút đêm hẳn ai cũng biết được về cái dòng máy chụp. Nhưng nói về dòng máy chụp, nó có 3 dòng. Đó là máy chụp thông thường là dòng phổ biến nhất, là nó rơi vào tầm giá tầm 1 tỷ 3 đến 1 tỷ rưỡi tùy theo các cái hãng máy khác nhau của người Nhật. Và dòng máy siêu chụp thứ hai, đó là chúng ta hay gọi là dòng máy siêu chụp, nhưng thực ra nó là dòng máy siêu chụp tầm trung, nó rơi vào tầm giá tầm 2 tỷ 6 đến hơn 3 tỷ tùy theo các đời máy và các hãng máy khác nhau. Và dòng máy đặc biệt nhất, đó là dòng máy siêu chụp tầm đại, nó rơi vào tầm giá hơn 4 tỷ. Và ở Việt Nam chúng ta rất ít những con tàu được áp dụng cái công nghệ này vào trong đánh bắt. Và đây là con tàu duy nhất của bà con ngư dân thôn Phú Lạc, cũng đồng thời là con tàu duy nhất của tỉnh Phú Yên được sử dụng cái công nghệ đánh bắt máy siêu chụp tầm đại với giá trị hơn 4 tỷ đồng. Thì đây là tàu cá của bà con ngư dân thôn Phú Lạc, và chủ tàu này không ai khác chính là ông Huỳnh Tấn Anh, một trong những ngư dân rất là giỏi trong làm biển. Và ông là một trong rất ít những người dám mạnh dạn đầu tư con tàu hơn 18 tỷ và sử dụng máy giò cá siêu chụp tầm đại với giá thành hơn 4 tỷ đồng đã áp dụng trong việc giò tìm cá, hỗ trợ cho ông trong việc đánh bắt ngờ lưới rút đêm. Và nhờ vào trong cái việc mạnh dạn đầu tư vào công nghệ, thì trong 3 năm qua, con tàu này là một trong số ít những con tàu mà mang về cái thu nhập rất là cao từ cái việc đánh bắt bằng ngờ lưới rút đêm. Ngoài ra, trên con tàu này còn sử dụng các cái công nghệ hiện đại nhất của Nhật Bản, đó là thiết bị đo dòng chảy và máy radar và một số máy dò tầm nhỏ để hỗ trợ chủ tàu trong việc đánh bắt hiệu quả hơn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới phần mô đề của tàu để tìm hiểu xem thử những cái công cụ của các cái máy giò chụp họ bắt như thế nào. Thì bên này, bên lái của lông cốt thì mình thấy có một cái cục gu dùng để bắt máy giò. Ở đây có con sò nước này làm tư vuông ha. Ở những con tàu khác thì mình thấy con sò nước tròn, nhưng ở đây con sò nước này mình thấy hình vuông khá là lớn, tầm 40. Con sò nước dành cho động cơ giang ma hơn 800 mã lực. Đây, ở đây có một cái cục gu dùng để bắt đầu giò, nhưng mà phía bên này mình thấy cái đầu giò rất là nhỏ, hình như là không phải cái đầu giò để bắt máy siêu chụp của các bạn ơi. Chắc có lẽ là cái đầu giò để bắt máy siêu chụp nó nằm phía bên kia. Thì đây có thể là một cái ổ dùng để bắt một cái máy giò nhỏ hơn, hoặc là bắt một cái thiết bị đo dòng chảy. Thì mình chắc chắn là cái ổ để bắt cái máy giò siêu chụp nó nằm ở bên phía bên đó.
ở trên cái ổ này mình thấy có một miếng inox, hình như cái miếng này là cái miếng chống sét dành cho các cái thiết bị trên tàu. Đây, bây giờ chúng ta sẽ qua bên phía bên đốc của tàu, phía bên trái của tàu. Đây rồi, chúng ta thấy là có một cái u rất là lớn cặp bên hông lông cốt. Đây chính là cái khu vực để bắt cái ống dò siêu chụp tầm đại. Ở đây mình cũng thấy hai cái miếng nhôm hay là hai cái miếng inox gì đó. Đây, ống dò siêu chụp tầm đại đây thưa mọi người. Kích thước rất là lớn. Cái đường kính của cái khu vực ống dò từ lông cốt đi ra mép ngoài cùng của ống dò khoảng tầm 1 mét, cho nghĩa là cái đầu dò này, cái đường kính của đầu dò này nó sẽ rơi vào khoảng 70 đến 80 cm. Đường kính của đầu dò rất là lớn, đúng là đầu dò siêu chụp có khác. Trên này có hai miếng nhôm, hai miếng inox gì đó, chắc cũng là cái thiết bị chống sét của máy dò siêu chụp này. Chúng ta dòm lại nữa, đầu dò của máy siêu chụp tầm đại. Thì mình cũng đã quay được cái thiết bị đầu dò của máy siêu chụp hãng Kaiyo, một trong những hãng điện tử về hàng hải rất là nổi tiếng ở Nhật Bản. Thì đây là những cái thiết bị rất là đắt tiền, cho nên là mình chỉ quay, mình đứng bên cạnh mình quay cho mọi người xem thôi, chứ mình cũng không ai dám mà rò hay chạm vào những cái thiết bị này. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại con tàu được trang bị các cái công nghệ điện tử hiện đại nhất ở Việt Nam của chúng ta. 100 số rất ít những con tàu được có cái đủ cái điều kiện mà trang bị những cái công nghệ đánh bắt hiện đại như thế này. Mình thấy ở giữa cái gì, con tàu này có một cái dìm nước, và có một sự đặc biệt của cái dìm nước này là nó không có bắt thẳng đứng ra như những con tàu gỗ, mà nó được chải có góc nghiêng. Thì cái góc nghiêng này theo mình suy đoán là nó sẽ tăng cái độ múc nước cao hơn so với cái góc phẳng, thì cái điều này sẽ làm cho con tàu nó vững vàng hơn khi nó vận hành hoặc là nó neo đậu ở trên biển. Thì cái dìm nước này nó sẽ hỗ trợ cho con tàu giảm cái độ rung lắc. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra phía sau của con tàu để tìm hiểu xem thử các cái thiết kế khác của con tàu nó như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng quan sát với cái lông cốt của tàu. Thì so với cái lông cốt của một con tàu gỗ thì lông cốt của tàu nhựa, mình đã quay hai con tàu rồi, con này là con thứ hai, con tàu nhựa thứ hai, thì lông cốt của tàu nhựa nó gọn hơn so với tàu gỗ. Thì phía bên ngoài là được bọc keo composite hoàn toàn, nhưng mà bên phía bên trong của lông cốt thì mình không biết trong đó là nó vật liệu gì. Thì còn ở cái cục gu bắt láp và chân vịt, thì ở con tàu nhựa thì cục gu nó nằm sâu phía bên trong, phía bên trong ngay chỗ khi khu vực mà sắp ghim của giống như ghi gỗ, và từ ngay chỗ cái cục gu đi ra tới chân vịt thì nó có một cái khoảng cách rất là xa. Thì ở ngoài gần chân vịt họ sẽ làm một cái bát chịu, thì cái bát chịu này nó sẽ gánh cả cái ống tiếp và cả cây lát cùng với chân vịt. Bát chịu này nó vừa là cái bát chống và cũng là cái bát để treo giảm cái độ rung
của Trăng Vịt và Cây Lát. Thì ở tàu nhựa thì nó chắc chắn nó sẽ có những cái kiểu thiết kế khác hơn so với tàu gỗ.